Tối ngày 24 tháng 7, Thành đoàn Châu Đốc phối hợp Hội Cựu Chiến binh, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức lễ thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Đây là hoạt động của tuổi trẻ Châu Đốc nhằm tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc, đã cống hiến tuổi xuân của mình cho quê hương đất nước. Đêm tri ân đã mang ý nghĩa sâu sắc về truyền thống yêu nước, về lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Châu Đốc. Tại buổi lễ, các bạn đoàn viên thanh niên thành kính dâng lên những nén nhang với lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn, nguyện lòng giữ gìn, kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích tình nguyện, xây dựng thành phố Châu Đốc giàu đẹp văn minh, xứng đáng với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông đi trước. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Châu Đốc đã trao tặng 10 phần quà cho các cựu chiến binh trên địa bàn thành phố.